Với động tác này chúng ta đứng lưng chân chúng ta sẽ tách rộng hơn vai. Nếu các bạn có tấm thảm yoga thì tôi cũng xin nhắc là gì? Ở động tác này để muốn biết có rộng hơn vai bạn cần đứng cho cái gót chân của mình đang nằm trong thảm còn 2/3 chân của mình mở 45 độ ra ngoài. Đây là tư thế chuẩn nhất. Rồi các bạn đặt tay của mình ngang cái hông của mình như thế này. Đó. Phần này là chuỗi động tác hít thở và mặt nén khí để giúp chúng ta khắc phục căn bệnh này. Vì vậy, hít từ từ chúng ta nâng cằm ngửa cổ lên. Ngửa cổ nhưng không đẩy lưng nha, chỉ hít thôi. Và thở chúng ta đồng thời quỳ gối mông nhe ra sau, nghiêng người về phía trước 45 độ giùm tôi. Đồng thời hai tay chúng ta đặt lên hai đầu gối của mình, chống giữa đây. Hít từ từ chúng ta nâng cằm lên nào. Và thở chúng ta chống tay xuống dưới sàn và đồng thời đưa đỉnh đầu chúng chút xuống sàn, giữ lại ở đây giùm tôi. Yoga trị liệu các bạn không cần tập quá mạnh nhưng phải đảm bảo được kỹ thuật để máu có thể về não, cho nên cặp các bạn sát vào ngực và mắt nhìn vào rốn giùm tôi. Rồi khi các bạn hít, các bạn đặt hai tay lên đồng thời hít ngửa mặt lên. Hãy chú ý vào cánh tay của tôi. Ở động tác này tôi giữ cánh tay thẳng để đẩy mình càng cao càng tốt, mông và chân giữ cố định. Và thở chúng ta đặt tay xuống sàn và đỉnh đầu chút xuống sàn, cầm sát vào ngực, vai thả lỏng xuống, cầm sát vào ngực, đỉnh đầu chút xuống. Lần thứ ba, hít đặt tay lên nào. Hít thở sâu vào, nâng thẳng ngửa cổ. Và thở chúng ta gập xuống. Các bạn cảm thấy khuôn mặt của mình thay đổi nhiệt độ và lượng máu đưa về một cách dồi dào là các bạn đang tập đúng. Đỉnh đầu chút xuống sàn, cầm sát vào. Và lần này các bạn hít quạt tay đưa lên cao trở lại. Và thở chúng ta cắt tay về. Hít sâu và buông tay xuống nhẹ nhàng. Chuỗi động tác này bạn sẽ đi cho 3 lần.